Vâng, và em chiến chốt liền cho cặp loa JB 8340A cho một bác ở Hai Bà Trưng, Hà Nội nha. Thì bác cũng yêu cầu test một với một âm ly. Đấy, thì cặp loa này thứ nhất là nó rất là tiện dụng nha bác, cũng rất là hot. Thì nên em mới có hàng cho bác, nó là dòng bass 25. Một chép nha bác, hai lỗ thông hơi phía trước. Ê, canh thì tháo ra rồi để bác ngắm. Nó là màng loa thì là bát huyết nhưng mà màu đỏ nha, đỏ tím đấy. Và em sẽ ghép cùng với nó có âm ly Đờ Nông 780D, dòng âm ly đẹp trị tất cả những dòng loa và chơi tốt hầu như hết các dòng loa bass 30 đô lại, và có thể ghép vang hát karaoke. Và đối với cặp loa này với công suất 250W trên một thùng, các bác thoải mái ca hát nghêu ngao gia đình phòng 35 mét vuông đô lại, chỉ cần thêm một con vang thôi. Và sau đây em mời các bác cùng nghe chất âm của cặp JBL này. Cặp loa này giá là 10 triệu đã bao gồm phí ship. Các bác có thể để theo ý thích các bác nha, để sau cũng được. Dòng loa này nó đa hướng, hoặc là các bác treo loa nó kèm theo cái giá treo cho các bác luôn nha. Tại từ Mỹ về sau thì em để nguyên vậy các bác, loa nghiêng zin nghiêng găng ring hết cho các bác nha. Đấy, có được cái giá treo đó rất là quý nha các bác chỉ cần bắt một cái tách kê phía trên tường và em treo nó vào phía cao. Nếu treo các bác treo khoảng là cao cỡ 2 mét trở lên nha là ok, cỡ tầm là cái tai bằng cái đầu chúng ta cỡ 2 mét là treo là nghe rất là ok, ấm áp. Sau đây mời các bác cùng nghe. Các bác nào có nhu cầu về những cặp loa này thì alo cho em. Tiếng rất là bén nha các bác. Dần nha, tại máy hết pin với các bác. Để bữa sau em sẽ test tiếp cho các bác cùng nghe. Thì em test cặp loa này để mai em gửi cho bác chủ. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em Chiến nha. Em vẫn còn một cặp và đang về thêm 2-3 cặp nữa để các bác cùng trải nghiệm nha. Cặp loa ngon bổ rẻ, chơi tốt, vừa nghe nhạc hay vừa hát karaoke. Sở hữu một cặp loa xịn sò đến từ JBL.